BAIC vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của Beijing X7 tại Trung Quốc. Trước đó, mẫu xe này đã được trưng bày tại triển lãm ô tô Quảng Châu, nhưng chưa được công bố thông số kỹ thuật. Ở phiên bản mới nhất, ngoại hình trở nên bắt mắt hơn với lưới tản nhiệt sơn đồng màu ngoại thất giống xe điện và sử dụng nhiều họa tiết tạo hiệu ứng 3D. Đèn pha LED được làm mới với thiết kế vuốt mỏng ra phía sau và được nối liền với nhau bằng một dải LED. Trong khi đó, chi tiết này trên phiên bản tiền nhiệm chỉ là một thanh ngang mạ chrome. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu mới. Những chi tiết như viền cửa mạ chrome, mui xe sơn đen hay tay nắm cửa ẩn vẫn được giữ nguyên. Cụm đèn hậu vẫn nối liền hai bên, nhưng đã được cách tân và gắn logo Beijing ở chính giữa. Xe có 4 ống xả làm tăng vẻ thể thao và mạnh mẽ. Beijing X7 2023 sở hữu kích thước dài X rộng X cao lần lượt 4.755, 1.892, 1.715mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.800mm, tăng thêm 45mm. Sự thay đổi này mang tới khoang cabin rộng rãi hơn. Mẫu crossover Trung Quốc vẫn cạnh tranh cùng phân khúc với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportster và Ford Territory. Bước vào khoang cabin, dễ thấy BAIC đã nâng cấp nhẹ cho mẫu xe con cưng của mình. Vô lăng có phần đáy mới. Bảng táp lô thiết kế mới với kiểu cửa gió điều hòa ẩn. Khu vực trung tâm vẫn là 3 màn hình kỹ thuật số, gồm màn hình cụm đồng hồ 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và màn hình điều chỉnh hệ thống điều hòa, ghế ngồi. Beijing X7 2023 sở hữu nhiều tính năng an toàn cao cấp và hỗ trợ người lái, tiêu biểu như cảnh báo lệch làn, giữ làn đường, cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, ga tự động thông minh. Beijing X7 2023 không được nâng cấp động cơ. Nằm dưới nắp capo vẫn là khối động cơ xăng tăng áp 1.5, 4 xi lanh, sản sinh công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Beijing X7 là mẫu xe Trung Quốc thành công nhất tại thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây, khi duy trì được sức hút ổn định kể từ năm 2020. Do đó, phiên bản 2023 nhiều khả năng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.